Vâng, lời đầu tiên được cho em xin lúc đó xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác y âm thanh trên mọi miền tổ quốc các bác nha. Vâng, cụ thể theo yêu cầu của các bác thì hôm nay em Xuân sẽ test cho các bác nghe cái cặp loa với giá trị khi chúng ta mua mới lên tới 100 triệu đồng của thương hiệu GAE, sử dụng 100% driver của RCF thì nó sẽ như thế nào bác nhé. Đấy, thì như các bác đã biết rồi, đối với dòng loa này nếu chúng ta với cái mã là TN10 này, 12 này, thì nếu bây giờ chúng ta đi mua mới khuy thùng ấy, thì đôi loa này giá của hãng đang bán là 90.200.000 đồng, cộng với đây 90.200.000 đồng cộng với 10% thuế VAT thì đôi loa là đâu đó tầm khoảng 99.200.000 đồng, coi như là 100 triệu. Thực sự với 100 triệu mà khi chúng ta khui thùng một đôi loa mới thì đó thực sự là một đôi loa giá nó khá là chát, thực sự luôn. Và để mua cặp loa này thực sự ở thị trường Việt Nam này mình thì thực sự cũng không phải em là quá nhiều người có dám chơi đôi loa này đúng không, mới đúng không ạ. Nhưng ngày hôm nay thì em Xuân về được mấy cặp loa bãi. Đúng ra thì em Xuân cũng không test đâu, bởi vì em chỉ còn đúng cái một đôi cuối cùng thôi. Hiện tại đây là có 5 đôi nhưng đã có 4 bác đặt cọc rồi, thì hiện tại chỉ còn đúng một đôi cuối cùng thôi, cho nên là em Xuân cũng tính không test. Nhưng mà các bác muốn nghe quá, muốn trải nghiệm quá nên em Xuân hôm nay sẽ test cho bác cùng nghe nhé. Thứ nhất em Xuân sẽ quay sơ về cái hình dáng bên ngoài đây. Thì các bác thấy là với đôi hình dáng bên ngoài của loa GAN thì thực sự rất là đẹp. Và trên chắc chắn với những model cao thì nó sẽ sử dụng đùi driver của RCF, thì nó sẽ có cái logo của RCF ở góc đây các bác nhé, có viền trái. Đấy, thùng thì rất là đẹp, thùng vách thì thùng cân rất là chắc chắn, có thể có bạch dương rồi. Đấy, với cái logo GAE ở đây và mã là TN12, công suất làm việc sẽ là 450W các bác nhé. Một đôi loa rất là đẹp, nhìn chắc chắn, nhìn nó cứng cáp, rất là sàng các bác ạ. Đấy, sử dụng toàn bộ 100% mà driver của RCF. Thì cái mã này là mã cao cấp nhất, TN12 thì nó sẽ có hai mã. Mã này là mã cao cấp nhất thì sử dụng là con test, đây là con test CD400 chứ không phải test TG350 các bác nhé. Đấy, hàng xịn của RCF luôn và con bát RCF luôn. Đặc biệt con bát này sẽ được hãng GAE và RCF căn chỉnh riêng cho cái model này. Cho nên các bạn thấy là nó sẽ công suất lên 450W và đặc biệt nó sẽ có nhiều cái hay hơn nữa bác nha. Phần tần thì cực kỳ chất rồi. Bát thì rất đẹp, các bạn màng bác đẹp lắm. Phần tần là đúng GAE xịn, nhìn rất là mê luôn. Tụ AR luôn. Một trong những dòng tụ mắc tiền mà đến Nexo bây giờ đã sử dụng rồi bác ạ. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng hòa mình vào với âm thanh, chất lượng âm thanh của đôi loa trị giá trăm cũ này xem thế nào các bác nha. Nói về trăm cũ là giá mới thôi, chứ còn giá em Xuân bán ra chỉ có 13.800.000 thôi bác nha. Không, các bác lại hiểu nhầm, em bán trăm cũ rồi các bác lại chửi em chết. Có một cái điều đặc biệt này, có rất là nhiều người đi mua loa thực ra chỉ quan tâm là gì ạ? Chỉ quan tâm là đánh to, hát to, hát bự, đập mạnh như là loa sướng loa hay. Thực ra là một đôi loa hay nó không quan trọng là chuyện đánh to hát to bác ạ. Kể cả những đôi loa RCF và C3110 của PMH rất là bé, cô nó chỉ có 51 thôi, nhưng giá trị lên nó mua mới đã hơn 60 triệu rồi, đúng không ạ? Và loa bãi đã 20 triệu thôi, rất là mắc, đúng không ạ? Nhưng mà nó đâu có to miệng đâu. Một đôi loa hát hay, một đôi loa chất lượng cao không phải là cứ to mồm là hay. To mồm là chúng ta có thể mua sấp, chúng ta có thể mua đôi loa Việt Nam, một con to thì nó to mồm thôi. Nhưng đó to nó không đồng nghĩa chuyện hay. Hay ở đây thì nó phải rõ ràng, cái vocal, đặc biệt cái tiếng vocal, cái tiếng mic ấy, nó phải hay, nó phải rõ, sáng, sạch sẽ. Chứ còn những đôi dòng loa full này thực ra đôi loa nào cũng mạnh các bác ạ. Những dòng loa full 30 công suất như thế này thì đôi hờ gần như đôi nào cũng mạnh cả, đôi nào công suất cũng lớn. Dòng nhạc, đặc biệt là dòng nhạc DJ thì nó là nghề của nó đây. Lúc nào nó cũng phang rất là mạnh, rất là phê. Đấy, nên đó không phải là đôi loa hay. Đôi loa hay nó thể hiện được cái vocal và cũng như được cái tiếng mic, tiếng tất cả mọi thứ nó phải rõ ràng sạch sẽ, đó mới là hay. Thế nên hôm nay thì em Xuân bỏ sang cái nhạc DJ đi. Em Xuân hay test dòng nhạc mạnh nhưng mà thôi hôm nay em bỏ qua, bởi vì dòng RCF thì nhạc mạnh nó lại được mạnh rồi. Cho nên em bỏ qua, em test cho các bác nghe cái dòng nhạc acoustic để các bác nghe được cái tiếng ca sĩ nó véo von như thế nào bác nhá. Ok. Em sẽ test các bác cùng nghe. Nghe tiếng cực kỳ sạch luôn. Tiếng nó rất là rõ, cực kỳ, cái tép nó rất là nhẹ nhàng, mềm, sáng, cực kỳ đã các bác ạ. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Đó mới là đỉnh cao âm thanh chứ không có tô màu nữa nha. Em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thẳng, vì em ra đi trước anh. Ngồi đây nghe đã phê. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Góc nào nghiệm này. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh.
có thôi cô biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được có bạn. Đời đau nhói khi cay khổ thương là xa cạnh, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta nay đã rời tay. Rất là sạch các bạn ạ, rất là rõ luôn, tím nó rất là sáng, tép nó bay góc phá rất là rộng, bạn thấy là đứng ở góc nào nghe rất là rõ luôn. Sải trầm nhẹ cái là máy tô nó kêu âu lên. Có những lúc anh mơ tưởng rằng tìm được em ở nơi cuối mây. Để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vậy. Đừng khóc nữa khi con tim không còn say. Đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ. Thì loa này hiện tại em bán là chỉ là được đã hết rồi bác ạ, chỉ còn có một cặp thôi bác nhá, chỉ còn một cặp cuối cùng này ạ. Thì bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em Xuân thôi, bác lấy hai cặp cũng chẳng còn đâu ạ, chỉ còn có một cặp cuối cùng thôi. Bây giờ đã có bốn bác đặt cọc rồi cho nên là em chỉ còn một cặp cuối cùng thôi. Nói thật với các bác là dụng dòng loa này thì để mà lấy số lượng nhiều nó khó lắm, gần như là không gặp các bác ạ, lo mới gặp được thôi chứ mình không có thử xin được đâu. Cho nên là những loa các bác biết là những dòng loa như kể cả LDH cũng vậy, những dòng loa mà sử dụng driver có RCF thì bây giờ lo mới kiếm được mà ít thôi. Bởi vì số lượng nhiều không có. Đấy, mà có số lượng nhiều thì chỉ có hàng nhái. Chỉ có hàng nhái mới có số lượng nhiều. Mà hàng nhái bây giờ được họ làm tinh vi lắm. Nghe thì không nghe nó chán lắm. Hàng nhái thì các bác nghe là ai nghe một lần là bảo nó biết liền. Nếu ai đã nghe hàng xịn rồi nghe hàng nhái sẽ phát hiện được ngay. Bởi vì nghe hàng cái nó rất là gắt, khó chịu. Đấy, nghe hàng xịn là nó khác hoàn toàn. Nhưng mà tại sao đồng tiền nó cũng khác. Tiền nào của đấy các bác ạ, mà tại sao RCF cứ đồng loạt nào sử dụng driver RCF giá nó cao đúng thôi. Chất lượng mà các bác nhá. Những anh em nào đang có nhu cầu đến hệ với em Xuân nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.